Chồng xin tôi nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho mẹ bị liệt. Mỗi tháng sẽ trả cho tôi 21 triệu đồng. 21 triệu kia là lương của mấy anh em nhà chồng góp vào để trả cho tôi hàng tháng. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Tasa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Vợ chồng tôi có hai người con, một trai và một gái. Đứa con đầu đang học lớp 12, còn đứa sau cũng đã vào cấp 2 rồi. Hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, đã có nhà riêng để ở. Cuộc sống cũng coi như là viên mãn, không có quá nhiều áp lực. Không ngờ, cách đây mấy ngày, mẹ chồng 70 tuổi bị tai biến, phải nhập viện cấp cứu. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng giờ mẹ bị liệt nửa người, mất khả năng vận động, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Mẹ chồng tôi sinh được 4 người con trai, chồng tôi là con thứ 3, hiện tại ai cũng sống xa quê và đã có gia đình riêng cả rồi. Trước đây, mẹ chồng còn có bố bầu bạn và chăm sóc, nhưng cách đây vài năm, ông đã qua đời rồi. Từ sau ngày đó, mẹ chồng vẫn sống một mình ở quê, thỉnh thoảng thì con cháu mới về thăm nom. Bây giờ, mẹ đã bị liệt, không thể để bà sống một mình được, nên mấy anh em mới họp bàn xem ai sẽ là người chăm sóc bà. Chẳng ai muốn đưa mẹ chồng tôi về chăm sóc đến khi bà nhắm mắt xuôi tay cả. Thế nhưng thuê người thì lại tốn kém mà cũng chẳng thể yên tâm được. Vì chuyện này mà mấy anh em cãi nhau ỏm tỏi, mẹ đang nằm trong bệnh viện nhìn mà buồn phiền. Rồi một hôm, chồng về nhà bàn với tôi rằng sẽ đón mẹ lên ở cùng. Anh bảo tôi nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho mẹ, mấy anh em họ sẽ trả lương cho tôi, khiến tôi khá sửng sốt. Chồng tôi nói, thuê người giúp việc chăm sóc người già thì rất tốn kém. Với lại, để mẹ ở quê với người giúp việc thì cũng không yên tâm nổi. Không gì bằng con cái chăm sóc cho bố mẹ em à. Mà hai chị dâu cũng học hạc với mẹ từ lâu, có hợp tính với nhau đâu mà chăm sóc mẹ được. Em dâu út thì có con mọn, vợ chồng mình con gái cũng đã lớn. Em lại được lòng mẹ nhất trong mấy anh chị em, nên mấy anh em muốn vợ chồng mình đón mẹ lên chăm. Em nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ. Mỗi tháng ba anh em sẽ góp mỗi người 7 triệu đưa cho vợ chồng mình để lo cho mẹ. Vị chi là 21 triệu đồng, bao gồm cả tiền ăn uống và thuốc men của mẹ, rồi một phần là tiền công của em nữa. Hai vợ chồng mình mới xây nhà chưa bao lâu nên chẳng có tiền dành dụm. Đứa lớn cũng sắp vào đại học rồi. Lương của em thì chỉ có 11 triệu mà thôi. Giờ ở nhà cũng được 21 triệu, vừa nhàn vừa nhiều tiền hơn. Chồng tôi nói không sai, đúng là lương tôi không cao thật và tình cảm giữa tôi và mẹ chồng cũng tốt hơn mấy chị em dâu khác. Tuy nhiên, chăm sóc người già, nhất là người bị liệt giường, đâu phải là một chuyện dễ dàng. Chồng tôi nói như chuyện dễ dàng lắm ấy. Rồi phải nấu cơm ngày ba bữa, lau người, đổ phân, đổ nước tiểu, rồi cũng phải đỡ bà ngồi dậy ra ngoài hít thở không khí, mà còn massage nữa chứ. Tôi thì chỉ có 45kg, người gầy như que củi, sao đỡ mẹ chồng ngồi dậy nổi. Chưa kể người già nằm một chỗ, thường rất bí bách và khó chịu, hay kêu hay rên lắm. Trước kia cạnh nhà bố mẹ tôi cũng có một ông cụ nằm liệt giường như vậy. Vì nằm một chỗ nên ban ngày ông rất dễ ngủ, đến đêm lại không ngủ được. Rồi chốc lát ông lại gọi vợ, gọi con cái lúc 2-3 giờ sáng, khiến cả nhà và hàng xóm đều không thể nào ngủ được. Nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy sợ rồi. Hiện mấy anh em nhà chồng còn lôi trách nhiệm ra để chèn ép vợ chồng tôi. Vì từ trước đến nay, kinh tế nhà tôi kém nhất, đóng góp cũng ít nhất, nên giờ họ nói vợ chồng tôi đón mẹ về chăm sóc là hợp tình hợp lý nhất. Thực ra tôi không muốn, nhưng một phần vì thương mẹ chồng, phần vì 21 triệu mỗi tháng cũng không phải là một số tiền nhỏ, gấp đôi tiền lương hàng tháng của tôi rồi, nên tôi cũng lấn cấn lắm. Giờ thật sự tôi không biết nên làm như thế nào, tôi có nên đón mẹ chồng về chăm sóc hay không? Dòng tâm sự thứ hai, vợ cũ của chồng đến tận nhà tôi xin tiền, tôi cho ngài 100 triệu đồng. Sáng sớm, vợ cũ của chồng đến tận nhà rồi hỏi xin tiền vợ chồng tôi để chữa bệnh cho con gái. Tôi gặp chồng mình khi anh ấy đã ly hôn được 2 năm.
Tính anh trầm lặng, ít nói, chuyện gì cũng giấu kín rồi tự đau khổ một mình. Tôi lại là người hướng ngoại, thích đi bar nhảy nhót, đi du lịch, đi cà phê và mua sắm. Vì làm ra được nhiều tiền nên cuộc sống của tôi cũng khá thoải mái, không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Vậy mà tôi bị bản tính trầm lặng của chồng thu hút và tôi đã chủ động tán tỉnh anh. Ai cũng bảo tôi dại dột nhưng tôi bỏ mặc. Tôi đã làm đủ mọi cách để chạy theo tình yêu của mình. Sau một năm thì chúng tôi kết hôn. Trong thời gian yêu đương, chồng tôi hiếm khi nhắc đến vợ cũ và con riêng. Thế nhưng tôi vẫn biết, ngày nào nhận lương, anh đều chuyển khoảng 5 triệu cho vợ cũ để chu cấp nuôi con gái. Con anh hiện đang học lớp 2, con bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Thỉnh thoảng khi gặp tôi vẫn gọi là dì và cư xử rất lễ phép. Hiện tại, tôi đang mang thai được 4 tháng và được chồng chăm sóc rất kỹ càng. Cuộc sống cứ bình yên và nhẹ nhàng trôi qua, đến mức có khi tôi quên mất chồng mình có một đứa con gái riêng và có vợ cũ. Sáng sớm hôm nay, vợ cũ của chồng đột nhiên đến tận nhà tìm. Nhìn chị ấy, tôi không khỏi cảm thương. Khuôn mặt hốc hác và tiều tụy, đôi mắt thì thâm quầng vì phải thức khuya quá nhiều. Chị ấy cũng không phải vòng vo gì nhiều mà hỏi xin tiền chồng cũ để chữa bệnh cho con gái. Chị nói con bé bị nhiễm trùng máu, hiện đang được hồi sức tích cực và cần tiền để chuyển bệnh viện tuyến cao hơn. Tôi sửng sốt, hỏi chồng có biết việc này hay không. Anh nói biết chuyện con gái bị viêm phổi và đã gửi cho vợ cũ 2 triệu để đưa con đi khám rồi. Nhưng không ngờ con lại bị nặng đến như vậy. Tôi không chần chừ mà mở cách sắt rồi lấy 100 triệu đưa cho vợ cũ của chồng. Chị ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, kiểu như không thể tin nổi là tôi lại đưa số tiền lớn đến như vậy. Tôi nói chị cứ cầm tiền về lo cho cháu, nếu thiếu thì cứ gọi điện, tôi sẽ chuyển khoản thêm. Khi nào vợ chồng tôi rảnh sẽ đến bệnh viện thăm bé sau. Hoặc nếu chị ấy cần chồng tôi đến phụ chăm bé thì tôi sẵn sàng để anh đi. Vợ cũ của chồng tôi chỉ nhận 50 triệu rồi tất tả đến bệnh viện. Tôi nói với chồng, anh cứ đến bệnh viện chăm sóc cho con gái, tôi sẽ không ghen tuông vì những chuyện chính đáng như vậy. Anh ôm lấy tôi, cảm ơn liên tục, rồi sau đó thu xếp quần áo đến bệnh viện. Tối hôm ấy, chồng tôi gọi điện về, bảo sẽ ở lại bệnh viện đêm nay. Dù tôi hiểu và thông cảm cho anh, thế nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy chút hụt hẫng và lo sợ. Tôi biết chỉ cần mình bảo anh về thì anh sẽ về ngay, nhưng làm vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!